Hello everyone, welcome to Learning English again. Today we continue Unit 3, A Day Fishing, Part D. Okay, how are you today? I hope you are fine all together. Okay, don't waste your time. Please open your book all together. Turn to page 28. Today we study Section B. The one that go away. Ba. Ngày này cứ dừng riêng mì riêng tì bấy phânêch bí và mùi thôm mùi đá tờ ngài. Ok, number one. Made the pictures with the phrases from the book. Ba cú côn rụp hiếp cho mùi nâng clear nè khu nông bỏ op. Write the answer in your notebook. Bà sẽ xe chùm lại cho khu nông sửa phơ rồi bỏ nè. Ok. There are six phrases. A rod and reel. The river bank. A hook. A fishing pole. A fishing line. Worms. Ok. Now, match the picture and phrases all together. Picture A. The river bank. Mà rụp hiệp A cứ chỉ răng tuần lề nế. Picture B. Worms. Mà trần lên rồi có tổng cầu. Và ta sẽ mập sự tế cái chân ta trần lên nế. Picture C. Fishing pole. Mà đong sần tụi. Đoàn sử dụng lại những cái đoàn sử dụng chờ nế. Picture D. Fishing line. Và xe sử dụng nế. Picture E. A rod and reel. Và anh ấy cứ bỏ ốp xâm rập ở quay xe sử dụng. Và mà nhẹ đã thuộc sử dụng trái gọi đăng à. Ok. Picture F. A hook. Ba, pleasant tooth. Okay, continue to number two all together. Number two. Look at the pictures. Scrollate mơ rụp hiếp. Who is in the pictures? Ta nè nà nà khu nông rụp hiếp. What is happening? Ta mình ở vây cả là. There are five pictures A, B, C, D. Now you read and translate, and can you guess? Can you guess which one is picture A, which one picture B, C, D, or E? Okay. Now read and translate. Last weekend, Pisset went to fishing with his dad and his sister. Bà cao Pisset bà đà muốn Pisset nâng ban từ nê sạp trái. Chỉ mùi nâng ở bốc hai nâng bốn xe rây rồi bỏ kê ná. Their mother didn't go because she wanted to visit her sister. Bà mà đai rồi bỏ. Bộ kê nâng ở ban tư chỉ mùi nâng bộ kê tê bị bố quạt nâng trong tờ xua sụp túc bốn xe rây rồi bỏ quạt. Pisset's mother got up very early to cook her family breakfast. Bà mặt đài đã bỏ bị sật nâng bàn cổ bị đê dàng chạp rõ ha. Nằm bấy rịp chọm à hà bị bật nâng xâm rập cổ xa rõ bỏ gọt. Bị sật and his sister didn't get up till nearly 8 a.m. because they went to bed very late. Bị sật hay nâng bà ôn xe rệt bỏ gọt nâng mình bàn cổ bị đê lươn tê. Đê chả hốt ổn mong phẩm bậy chít phẩm bậy ô. Vì bố bố kê nâng bàn chỗ tự để dựt nè. Pisset and his father had a big breakfast. Bà Pisset hay nâng ở bố cậu bố kê nâng bàn hộp hà bì bật chì tràn. But his sister didn't have anything because she was too excited. Bà ôn xe rê bố quát nâng ọt sơ bàn hộp ấy tê nâ. Vì bố tái niên nâng rùm phơp khẳng bê. After breakfast, they all got into the car and set off.
và bắt đầu bị hộp hai bị bật rồi hai bộ kia thằng này nâng các bạn chú thằng nung rồi dân hai bật vì ok can you guess which picture A B C D or E ok picture D they got into the car and set up ok continue. When they arrived at the river, they found an excellent place to fish under the shade of a huge tree. Nó bị đẹp của kê nâng bàn tật đó tần lê. Của kê các bạn xoay nhớ rô một lúc cần lấy nhầm cần lấy nhầm lò mùi. Xong rập tụ trái cư krom một lúc chơi đó thô mùi. Bisset used his new fishing rod. Và bị sát nước bàn pra đoàn xin tui mây dựa bỏ quạt. His younger sister Thida didn't use a fishing rod. Và bọn xây khmê nhựa Thida bọn xây khmê nhựa bỏ quạt nâng. Mình bàn pra đoàn xin tui và đoàn xin tui là những cái đoàn xin tui tình một bịp xá nè. She used a long bamboo pole. Và nên bàn pra đoàn xin tui chứ đoàn xin tui được xây về mùi. Bị sát sát quietly, but his sister didn't sit quietly. She kept standing up and working up and down the river bank. Và bị sệt nó cũng quay nghiêm nữa. Còn tại bọn xây rồi bỏ quạt nó cứ mình bàn quay nghiêm tê nữa. Cứ quạt niên nâng croc cho đa cho đa lăng nơi trăng tận lề bà. Suddenly, Bisset's float went under the water. Ba, phliem phliem nu. Ba, santuy roba Bisset nung kư ban lech tuk khnung tuk. Bisset turned the handle on the reel and very soon the fish was safely on the river bank. Ba Bisset ko ban ba quay nè xe sừng túi hay mình du phần mán trái nè cậu ban một đòn trắng tận lề. The fish was only small, so Bisset dropped it back into the water. Bà Bisset còn tại trái nè tôi rồi chỉ nè Bisset nè cậu ban tụm lẹ về cho tụt nông tật tụm lẹ về tụt lấp cho nông tật vinh. During the morning, Bisset caught lots of fish, but Thida didn't catch any. Bà. Nơi khôn ông bị bực nên Bisset chập tay bàn tràn. Bàn tay Thida nâng bồn được bọc quạt nâng còn miên chập bàn tay khá tê. Bisset's father cooked one of the big fish. But Bisset didn't cook any fish because he enjoyed himself so much. Bisset, ពុក របស់ Bisset នឹង បាន អាំង ត្រី ដ៏ ធំ មួយ ប៉ុន្តែ Bisset នឹង អត់ មាន បាន អាំង ត្រី អី ខ្លះ ទេ ពី ព្រោះ តែ គាត់ រីក រាយ ជាមួយ នឹង ខ្លួន គាត់ ខ្លាំង ណាស់ Okay. Which picture can you guess? Okay, now see altogether. Okay, picture A. Now continue our lesson. Okay, now read and translate again. After lunch, Bisset put another worm on the hook, and before too long, his float disappeared again. Và một tối pi nhâm hà thay trăng ruồi Bisset nâng cọ bàn bật núi lơ phai sừng tụi mùi tiền. Hai đã xin tui bị môn rồi bỏ quạt nóng có bán lịch bắt đầu tiên. Bisset soon realized that he had hooked a big fish. Và Bisset liêm liêm lúc ở đằng tha miên trái thông mùi si bán si xin tui bỏ quạt. He tried to reel it in mà quạt chia diêm tiên vỉa đấy. Bát
The fish was so strong. Vấn đề trái nên cứ lắng nè. His new fishing rod bent over. But the fish kept swimming away from him. Đón xin tôi thamay là bỏ quạt nên cứ con lắng mà. Quạt rừng tia nhú. Vấn đề trái nơi ta hai ngay bị quạt. He shouted to his father to come and help him. Ba, kế ban sạch hai ở phục bỏ kế ỏi mốc hay nâng chùi quạt. But his father didn't hear him shout. Vấn đề ở phục bỏ kế nâng một ban lư kế sạch hai tê. He said, fought the fish for nearly 20 minutes when all of a sudden, the line broke, and the messy fish was gone. Và vì sát nâng ban và tiên và tông chú mùi nâng trây nâng và hai chi chít một hay nửa tì. Nâng bê đài, nâng bê phim phim nút. Và xe sử dụng bỏ quạt nâng bàn tạch. Hai trây đã thông nâng có ban hai tạ bạc tờ. Vì sát ran to his dad and tell him what had happened. Bà bị sất nước bàn rốt. Tờ rộ phụ cực bọc quát hai bàn prap quát ẩm bị ở vấy để bán cạt lại. Ok, can you guess which picture? He said caught lots of fish that day. And he really liked his time fishing. Bà bị sất nâng cứ chạp trầy bán tra nơi thầy nô. Hay quát bật chỉ chú chật. Pê tờ nê xạ trầy nè. But his sister didn't catch anything. Hay bốn xe được bà quát nơi mình chạp ấy bán tê nè. And she didn't like fishing at all. Hay niêng mừng chú chật ca nê xạ ở vầy thằng ọ. When bị sất returned to his school on Monday morning, everyone had to listen to his story of the one that got away. Ba, pe dal pi sat nung ban tralop teu rian neu thngai chan pe prak, mneak mneak nung ban sdap rueng robos kwat. Keu rueng trai muoy da thom ban ruoch teu. Okay, can you guess? Ba, tai ni ai tu ti ban te ta rup phiep na khla. Okay, the first E, the can B, and the end picture C. Okay, how about you answer? Okay, I hope it's correct altogether. Okay. Ở lần này mình riêng là bởi dân cư dân ca phụ cùng ba chú mươi nửa rụp hiếp nâng bàn chọc tại hai bàn mình ní hay bàn tay mình nâng bởi chọc nâu chùm nội chùm ní cư chúng mình nè tặng ọc ní riêng ở school nâu bịa mươi chùm nuồn và đôi chùm bịa thá all of the sudden cứ sma nâng bịa thá suddenly để bỏ bài thá phliêm phliêm ní và excellent. Excellent. Miss Ma nâng biệt thật very good. Bà lọ nè. Huge. Bà cái này ní chúng mình trên dùm lên ạch sơ trời bởi màn thế. Chúng bà xin chìa nè ngọt ní. Mình mình chụp bà mình trên dùm lên là lọ. Có sợi tè bỏ bộ ngọt ní cho nè. Bà nè mò biệt ní cứ Ma nâng biệt thật very big bà thống nè. Massive và small bị very big thống nạ đài và okay, now read again. All of the sudden, suddenly, excellent, very good, huge, very big, massive, very big. Thank you everyone for watching and learning with me. Sorry of my mistake. Goodbye. See you later.